Điện định là một loại phương pháp tức là tập trung tư tưởng của quý vị Phật nói trong kinh điển trong kinh đại tiểu thừa đều có nói giữ tâm một chỗ không gì không thành tựu tức là chúng ta tập trung tư tưởng nghĩ một cái đừng suy nghĩ lung tung suy nghĩ lung tung tiêu hao năng lượng quá lớn nếu như một người tư tưởng chỉ nghĩ tới một việc tất cả những việc khác đều không nghĩ tới quý vị một ngày ăn một bữa cơm chắc chắn đủ rồi thậm chí khi luyện được tưởng niệm này tập trung vào một chỗ nhất định khi không tán loạn chút nào giống như a la hán bảy ngày ăn một bữa cơm định công của bích chi phật càng sâu đây là trong kinh điển có nói bích chi phật nửa tháng ra ngoài trì bác có một lần cũng có nghĩa là ngày nửa tháng ăn cơm một lần. Tại sao? Năng lượng của ngài có thể giữ gìn được, ngài không bị tiêu tán. Phạm phu, tại sao phải ăn nhiều đồ như vậy? Ăn uống là bổ sung năng lượng, năng lượng tiêu hao ở đâu? Suy nghĩ lung tung. Ý niệm của quý vị quá phức tạp, quý vị phải bổ sung nhiều thứ như vậy, không bổ sung thân thể quý vị sẽ hoại mất tâm địa càng thanh tịnh thì nhu cầu ăn uống càng ít đạo lý này phải hiểu những thứ cần tới càng ít năng lượng đó đầy đủ nó không lãng phí hơn nữa có thể làm việc lớn Thứ nhất, giúp cho thân tâm quý vị khỏe mạnh. Thứ hai, có thể giúp môi trường vật chất. Những tai nạn này đều có thể hóa giải. Bình dưới nói, một ý niệm đơn giản. Hầu như có sức mạnh thay đổi thế giới của chúng ta. Câu nói này là sự thật. Ý niệm Tức là ý nghĩ Tức là niệm thức trong Kinh Phật đã nói Bồ Tát Di Lạc nói Niệm thức cực di tế Không thể chấp trì Nó thật sự có Bởi vì trong Kinh Phật nói với chúng ta Thập pháp giới y chánh ca nghiêm từ đâu mà tới? Do ý niệm biến hiện mà ra. Đây là lời của Bồ Tát Di Lặc nói. Niệm niệm thành hình hình tức là hiện tượng vật chất trong niệm niệm biến hiện ra hiện tượng vật chất hình đều có thức trong mỗi một hiện tượng vật chất đều có thọ tượng hành thức hiện tượng tinh thần cho nên tinh thần và vật chất cũng tức là bây giờ nói vật lý và tâm lý là một không phải hai Quý vị phân chia nó ra là sai lầm Hai cái đó chắc chắn không phân chia Tâm vật là nhất thể Tức là hoàn thành trong một niệm Một niệm này phải ghi nhớ Là một phần Một ngàn sáu trăm triệu giây Một niệm này hoàn thành trong một niệm Năng lượng mà khoa học bây giờ nói Biến hiện ra tin tức Tin tức biến hiện ra vật chất Trong Kinh Phật biết rằng Nghiệp tướng của a la gia Biến thành chuyển tướng Chuyển tướng biến thành cảnh giới tướng Chuyển tướng là tinh thần Cảnh giới tướng là vật chất có thể thay đổi thế giới. Tại sao? Thế giới do nó biến hiện ra. Cả vũ trụ do niệm lực biến hiện ra. Cho nên khi chúng ta nếu như học được cảnh giới như Phật, thực sự có thể thay đổi thế giới. Không phải giả. Dùng tâm khống vật. Ý niệm có thể ảnh hưởng hiện thực vật lý. Ý niệm này chính là tâm tưởng, tâm tưởng có thể ảnh hưởng hiện thực vật lý. Cho nên ý niệm có thể ảnh hưởng bất kỳ vật nào. Có năng lực kinh người thay đổi thế giới. Trong kinh Phật nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Vũ trụ Do tâm hiện thức biến mà tồn tại Trong Kinh Hoa Nghiêm Nói hết sức rõ ràng Hoa tạng thế giới phẩm Thế giới thành tựu phẩm Chuyên nói rõ Thế giới này đến như thế nào Dạng vật đến từ đâu sanh mạng đến từ đâu tôi đến từ đâu điều nói rất rõ ràng cho nên phật pháp nói vũ trụ là do niệm lực thành tựu không liên quan với phật bồ tát có liên quan tới niệm lực của cá nhân mỗi chúng ta Câu phía sau Vật chất Không phải trạng thái rắn ổn định Thậm chí không phải bất kỳ vật gì Vật chất quả thật Không phải là cố định Nó không ổn định nó đang biến hóa trong từng sát na Sự biến hóa này Phải ghi nhớ Một giây Có một ngàn sáu trăm triệu hiện tượng chấn động Có thể điều khiển được nó chính là ý niệm. Ý niệm thiện, điều khiển, nó sẽ biến thành thế giới cực lạc. ý niệm bất thiện khống chế nó có thể khiến thế giới này hư hoại thế giới này sẽ bị hủy diệt liên quan tới ý niệm Nói tới chỗ này Chúng ta liền nghĩ tới giáo dục quan trọng Giáo dục không có gì khác Dạy người giữ gìn một ý niệm tốt Tương ứng với tánh đức Tánh đức là nhân từ Quý vị coi Điện tích của mỗi một tôn giáo Chúng tôi đã tiếp xúc rất nhiều đọc rất nhiều Mọi người đều đặt tình thương ở trung tâm Nhà Phật nói từ bi Hồi giáo nói nhân từ Thiên Chúa giáo, Kitô Tô giáo nói Thần yêu thế nhân Thượng đế yêu thế nhân Tiến sĩ Giang Bụng Thắng Nhật Bản Làm thí nghiệm nước Phát hiện nước Nước là khoáng vật Nó biết nhìn Nó biết nghe Nó hiểu ý nghĩ của con người Ông làm thí nghiệm này đã mười mấy năm